Rồi ok. Vậy là tổng kết sau 4 trận solo giữa Tuấn Cơm và GTD An thì An đã giành chiến thắng với số điểm là 23 điểm. Hơn 1 điểm so với tôi. Cay nhỉ. Hơn đúng điểm ạ. Dã man. Thôi được rồi, thì chúng ta coi như là kết thúc cái content solo anh em nhá. Và bây giờ chúng ta chơi thêm trận nữa cho nó đỡ tức anh em ạ. Chơi thua cái tỷ số mà nó lớn ấy, cái khoảng cách nó lớn ấy thì thực ra cũng không tức lắm, nhưng mà mẹ thua đúng điểm, cay thật sự. Thế nên là tôi lại phải làm thêm trận nữa. Làm trận top 1 cho nó nguôi ngoai phần nào. Anh em nhá, làm trận top 1 xong đi ngủ cho nó thanh thản. Rồi. Không biết là anh em thích chơi cái bộ gì nhỉ? Anh em thích tôi chơi cái bộ gì? 9F thì không chơi nữa anh em nhá, 9F chơi nhiều rồi. 9F chơi nhiều rồi. 9F 9 mét thì bỏ đi nhá, mấy cái bộ đấy bỏ đi. Đấy. 9F 9 mét bỏ này. God bỏ đi nhá. Mấy cái bộ God bỏ đi. Mấy cái bộ mà tôi hay nó rank ấy bỏ đi nhá. Cái trận này giải trí tí. Nhưng mà phải một cái trận đấu nào mà anh em phải cho tôi một cái đội hình ấy mà nó độc thì nó độc thật, nhưng mà nó phải có cái cơ hội để mà tôi đánh được top 1 ấy. Chứ còn anh em chơi cho mấy cái đội hình Sida kiểu dạng như là vừa lấy có ông là bảo chơi cái gì cơ? Để tôi xem lại nào. Unicorn dồn đồ cho Unicorn làm co mẹ quỷ. Chơi bộ vừa lấy có ông chơi God Unicorn đúng không? God Unicorn dồn đồ cho Unicorn làm co, thôi chịu rồi, làm sao mà chơi được. Anh em mới cho cái bộ nào nó đơn giản tí nhá. Chơi những cái bộ mà nó phức tạp quá, tất nhiên là nó lạ, nhưng mà nó cũng phải có cơ hội để nó được top 1. Chứ còn bây giờ mà chơi với cái bộ mà low hope, đọc xe đọc qua cái lineup đã chả thấy có một tí cơ hội phần trăm nào là có thể thoát được cái top 8 rồi, mà anh em thấy mấy cái đội hình vãi cứt. Assassin nhưng chơi hệ phép. Assassin nhưng chơi hệ phép à, dã man. Assassin nhưng mà chơi hệ phép, tức là lấy đồ toàn đồ ma lăng, đồ tung trưởng hả? Thôi anh em bình tĩnh. Bây giờ đang có hai con Tinker này, hai con Heaven Bomber này, gót đỏ. Gót đỏ dã man. Gót đỏ thì sẽ là meta. Tôi dự đoán thì bộ gót đỏ trong tương lai nó sẽ là meta đấy anh em ạ. Bây giờ anh em chưa biết sức mạnh của nó thôi, nhưng mà thực ra trong khoảng một tháng nữa thì có thể là nó sẽ là một cái gì đấy đấy, thế lực đấy, không đơn giản đâu anh em ơi. Nhưng mà tất nhiên là hôm nay tôi sẽ không chơi gót, tôi nói rồi, tôi không chơi gót. Còn gót đỏ có mạnh thật sự không ấy thì anh em cứ đợi nhá, đợi. Rồi anh em sẽ thấy là cái lời tiên tri của tôi nó là chính xác. Trong vòng khoảng một tháng nữa nha. Khi mà chúng ta thấy là có cái bọn bây giờ anh em thấy đấy, hôm nay tôi chơi toàn ẹp với cả toàn mết, gặp cũng toàn ẹp toàn mết thôi, toàn 9 ẹp với 9 mết thôi, thì anh em cũng biết rồi đấy. Khoảng một tháng nữa mà sau khi người ta phát hiện ra một cái lineup mà nó có thể counter được vào những cái lineup meta hiện tại thì rõ ràng người ta sẽ chơi nhiều cái bộ đấy. À, bộ gì thì anh em hồi sau sẽ rõ nhá. Rồi chúng ta xem nào. Cái trận này chả biết chơi cái đéo gì luôn. Già mỗi hôm kiểu. Có con gấu ấy mua không nhở? Gấu. Hay chơi gấu. Chơi gấu cho nó lạ. Lấy cái xung kích trước thôi. Có Tinker lên 2 sao, Heaven Bomber lên 2 sao thì chúng ta lấy xung kích, đó là sự lựa chọn tốt nhất ở cái giai đoạn đầu game rồi. Aegisith Ranger. Có lên mua con Aegisith thay cho cái con Axe không nhỉ? À không, Axe phải giữ lại. Ui. Gì đây? Chơi mết. À chơi mết à? Ra gấu mết rồi anh em ơi. Ra gấu, nhưng mà cái trận này không có con rớt. Ra gấu mết.
Thực ra không có rớt thì vẫn chơi được 9m đấy nhá. Chơi 9m mà gấu, gấu mết làm co thì có được không? Chơi 9m gấu mết làm co không cần rớt anh em ạ. Không cần rớt. 5 rồng 9m gấu mết làm co hợp lý. Được. Bộ ấy đủ lạ chưa anh em nhá. Thôi chơi cái bộ đấy đi, chốt đi. Chốt kèo đi nhá, chơi bộ 9m. 9m real. Úi dồi ôi, 9m real mà cái con này thì nó có khác gì trong bộ gót không? Con gấu này nó lướt chết liên tục, đóng đá, vừa lướt vừa đóng đá anh em ạ. Ờ, được đấy, có ten có vẻ hay, được, ok. Đấy rồi. Rồi, 3m trước đã. Evil Glide Wing Ranger. Bắn trưởng thì con Wing Ranger này cũng khỏe. Ở level 6 chúng ta có thể up, chúng ta cho vào. Nhưng mà nếu mà cho Evil Glide chúng ta sẽ có cái bộ Aegis Seed ở level 6. Thêm bộ Aegis Seed, nhưng bộ Aegis Seed mà không có đánh tay thì có vẻ như là sẽ không hiệu quả bằng một con Wing Ranger đâu. Chúng ta chơi Wing Ranger thì nó hiệu quả hơn. Wing Ranger skill được cộng thêm 30% đam anh em ạ, từ cái hiệu ứng của bọn 3m. Hợp lý không? Hợp lý chứ. Ở level 6 là chúng ta cho Wing được vào rồi. Nói chung là tôi nghĩ là nên mua mấy cái con có thể tung được trưởng thì nó hay hơn. Tung trưởng kiểu đam phép ấy. Sao Ricker cũng được. Thêm Wing này, thêm con Wing nữa này. Up 6 cái đã cho chắc chắn đã có chuỗi thắng đây anh em ạ. Chuyện này ra human đi, vẫn chưa ra human kìa. Chúng ta cần những cái con human giai đoạn đầu game. Để làm cái gì? Để coi như là tí nữa lên được 12 chứ. Tầm này chưa có human luôn. Flame Wizard thực ra bây giờ 2 tiền nó dễ ra mà nhở. Sao bây giờ vẫn chưa thấy ra con nào nhở? Rao này thắng phát là mua Wing nữa. Rao sau lên được con Wing 2 sao thì là yên tâm luôn anh em ạ. Mà cái lý do mà cái con Wing này nó ngon hơn cái con Evil ấy cũng là bởi vì là cái con Wing này. Ui, thua. Mẹ ơi. Ui, không đủ tiền mua con Wing. Quả đấy bán nhanh thì chắc đủ tiền. Cái con Wing này nó skill nó có trừ giáp anh em ạ. Thiếu một con human nhờ. Chúng ta đợi một con human nữa. Thực ra thì cái con Wing ấy trước sau thì cũng bán thôi, cũng bán thôi. Để còn lên được ví dụ như là ở level 7 đó chúng ta kẹp thêm 3 human vào. Giả sử như không ra được con Flame thì sẽ phải kẹp ở level 7. Ra được Flame Wizard thì có thể chơi ở level 6 được. Chơi level 6 có 3 human 3m. Nhưng mà giả sử như ra là con gấu ấy, chúng ta vẫn phải bán đi thôi. Ở level 7 sẽ là 3 gấu anh em ạ. Nên là không có slot cho con Wing đâu. 3 gấu kết hợp với cả 3m. Tinker thì phải giữ lại. Tinker là con gây đam chính ấy, là không bán được. Tinker đam to lắm anh em ạ. Heaven Bomber ấy. Ở giai đoạn đầu game đam nó to. Rồi tính rao rồi. Cái rao 9 này chúng ta sẽ gặp coi như là rất có thể là sẽ gặp cái thằng có chuối. Ờ, thằng top 1 đây này. Top 1 hai gấu rồi. Rao này rất có thể gặp thằng có chuối đây. Có ăn được không? Đúng rồi. Ui, gặp thằng UC luôn này. Nó có con gấu xin. Hai con 2 sao, có ăn được không nhờ? Tôi chỉ có một con duy nhất 2 sao thôi, là con Tinker thôi. Ăn được không? Ăn được không? Ăn được, ăn được, ăn được, ăn được, ăn được. Ui, cắt chuối anh em ơi. Hay quá. Được quá nhờ. Tự nhiên có một đống tiền. Ok đấy.
lại cảm giác như là ok rồi đấy. Nhưng mà bây giờ tôi cần là cần cái gì? Cần một con Flame Wizard anh em ạ. Phải tích sách nhanh thôi. Bây giờ nó là round 10 rồi, 11 rồi vẫn chưa có đủ bộ human thế này. Chưa có đủ bộ human thì có nên chơi human không? Hay là chuyển sang chơi God? Mà thôi, bảo không chơi God rồi. Không, anh em lại cứ bỏ lừa. Gậy gỗ này, ơ. Ui. Đồ này đồ kiểu đồ vật lý. Chín mét được đấy. Trời ơi, chơi 9 mét được đấy. Up 7 luôn. Round sau là gặp thằng Sashi. Thằng Sashi cũng khỏe. Nói chung là sẽ phải up luôn thôi anh em ạ. Không giữ tiền làm gì cả. Tầm này cứ up, đang có chuối. Up đúng level là được. Thì lỡ ghép cái Blink này. Một cái Blink với một cái triệu phép 30%. Lấy sẵn đi. Như này chắc là tôi vẫn ăn thằng Sashi thôi. Ui nhưng mà sao tôi trông thế cái thằng Sashi nó khỏe này. Cây 2, ba con 2 sao ạ, có ăn được không? Ui giời, bình thường. Bình thường thôi. Làm gì mà không ăn được. Ờ. Ui, ba con gấu rồi. Ba con gấu. Ok, thay con ọc ra rồi. Vậy là nếu mà có human thì buộc phải ra con Flame Wizard thì chúng ta mới cho được bộ human 3m vào đây. Ba human 3m. Trận này chưa có 3 human. Có vẻ hơi chậm anh em ạ. Rõ ràng là bình thường ở cái round, mấy cái round thấp thì ra được 3 con human sớm thì chơi 6 human. Ok, trận này không biết là có chơi được 6 human không đây. Khó nhở, bây giờ mới có 2 con human thôi mà round 12 rồi anh em ạ. Ui mẹ ơi, toàn 2 sao kìa. 4 con 2 sao, thôi. Thế thì đỡ thì đéo là được. Ui, nó tuôn vào con Tinker rồi. Ê, vẫn có thể ăn được. Vẫn có thể ăn được. Ờ. Ui dồi ôi. Vẫn có thể ăn được. Ờ. Ui dồi, nhưng mà đéo có sách. Mẹ, cay nhờ, đéo có Flame Wizard ạ. Chả nhẽ lại roll. Thôi anh em ơi, không roll đâu. Roll đéo giờ này. Thôi chúng ta từ từ. Đánh bình tĩnh thôi. Lấy cái chuối cũng được. Lấy cái chuối trong tí nữa. Bao giờ 50 tiền rồi roll. Tầm này cứ lấy cái chuối đã. Lấy cái chuối đã anh em ạ. Nhìn khéo khéo thôi, tầm 1 sao. Khỏe phết anh em nhở. Khỏe phết đấy chứ. Trông thế thôi mà đánh cái toàn mấy cái thằng bài to vẫn ăn hết. Rồi thằng này thì ăn rồi. Thằng này thì Echo ơi, thua làm sao được. Nhưng mà cũng tiếc là vẫn chưa có cái bộ human ở trong này. Hơi tiếc. Rồi chúng ta có chuối. Bây giờ mong chờ cái việc gặp cái thằng kia rồi. Có chuối thôi. Trận này nói chung là không có rớt. Nhưng mà chúng ta ra được cái con gấu. Gấu mết thì chúng ta cứ hướng tới cái đội hình 9 mét thôi nha anh em nhá. Thôi chốt cho nó nhanh. Tôi cũng lấy toàn đồ mết rồi. Đồ mết rồi, không chơi vật lý nữa đâu. Tầm này không chơi vật lý nữa đâu. Lấy toàn đồ kỹ năng rồi. Rồi cứ thế thôi. Bây giờ đợi ra. Đợi mấy con human ra nhưng mà kéo ra cay nhở. Ra đi, human đâu ra đi. Thằng này nó chơi ba gấu này. À, thế có hai người chơi gấu. Thằng này chơi gấu có vẻ như là gấu assassin rồi. Trông thấy ghép những cái con assassin vào rồi. Đấy rồi. Cắt chuối được không? Trông nó có vẻ như yếu hơn tôi anh em ạ. Trông thằng này có vẻ như nó yếu hơn tôi. Chắc là ăn được. Ờ. Ui dồi ui. Cắt chuối thêm lần nữa. Ờ chuối của nó đâu rồi? Ui giời, cái thằng này mất chuối từ round trước rồi. Không sao, nhưng vẫn còn một thằng có chuối nữa anh em ạ. Còn một thằng có chuối nữa. Vẫn có cơ hội cắt chuối của thằng kia. Ra
ra ra gấu Shaman hay chúng ta chuyển sang chơi Shaman nhỉ? Vẫn chưa thấy human đâu anh em ạ. Cay nhờ. Tham vọng lên level 12 của tôi đâu rồi? Ra đi chứ. Có khi là không ra được được human thì có khi là chúng ta sẽ phải từ bỏ cái tham vọng rồi anh em ơi. Ý tưởng coi như là xuống sông xuống bể rồi. Tầm này không ra được thì thôi toàn đấy anh em ạ. Human ra sớm cơ mới chơi được, ra muộn quá toàn đấy. Tôi lại thấy có cảm giác như là bây giờ lại chúng ta lại chuyển sang chơi Shaman. Gấu Shaman ra rồi, chơi Mết Shaman cũng ngon nhá. Mết Shaman. Ui. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, lại có dấu hiệu, lại có dấu hiệu. Lại có dấu hiệu. Như nào đây? Con human đầu tiên. Cuốn sách đầu tiên. Trong cái round này có được không nhỉ? Nhìn thế thôi nhưng mà cũng khá mạnh đấy anh em ạ. À, toàn là những cái con tung trưởng thôi. Trên bàn cờ bây giờ toàn những cái con có thể tung được trưởng. Mết Shaman. Mết Shaman ra được gấu đá thì chơi Mết Shaman được nhá. Chơi cả đâu cái. Ui, thằng này trông có vẻ khỏe đấy, có chuối. Ờ, có chuối, mạnh đấy, mạnh đấy. Nghe nói mạnh, nghe nói mạnh. Ờ, nghe nói cậu mạnh. Ui giời, bình thường. Cắt chuối luôn, có cái gì đấy hiện ra. Hình như là gấu, đúng rồi. Thêm hai con gấu, một lúc hai con gấu luôn. Gấu xin à, con gấu xin không cần lắm nhỉ. Gấu xin lên được hai cho vào thôi, để ngoài thôi anh em ạ. Tầm này mấy cái con kiểu gấu đá nó khống chế này, rồi gấu mết thì nó tung trưởng kỹ năng thì nó khỏe hơn. Đam phép. Con gấu gấu xin thì nó phải có cái chém lan cơ, nhưng mà tôi chưa có cái bờ linh rồi cái nhẫn. Cái nhẫn này thôi được rồi, từ từ đã. Cứ để ở dưới nhá anh em nhá, cứ từ từ đã. Chưa biết chơi gì luôn ấy. Tầm này vẫn chưa định hình được đâu. Human thì cũng chưa biết. Không biết đâu có phải human không. Trông tung trưởng như này thì cũng có vẻ như là ổn đấy. Ui, gấu đá lên được 2. Gấu đá lên được 2. Chơi Shaman rồi. Mết Shaman à. Mết Shaman 12 quân à. À 11 quân thôi, 12 quân hơi khó. Mết Shaman lên 11 quân. Lên 9 luôn nhỉ? Tầm này lên 9 thôi anh em ơi. Lên 9 có cơ hội ra già, ra Dragon Line. Lên 9 bộ này thì cũng phải 3 gấu 6 human ở 9 đúng không? Đúng rồi. 3 gấu 6 human ở 9. Dồn đồ cho gấu đá ngon hơn anh em ạ. Gấu đá tín đấy. Tầm này ra round 18 thì gấu đá 2 sao là tín rồi. Cổ náp. Chơi với beat ok đấy. Một quét. Ui giời, combo này một phát chết luôn. Sau một lần tung trưởng là tất cả cũng chết. Giờ chắc chỉ sợ mấy cái thằng lai thôi. Tầm này anh em bảo tôi có lên tích sách không nhở? Avenger lai bây giờ mới ra. Có chơi human nữa không? Sự lựa chọn. Chọn như nào đây, bây giờ có chơi human nữa không đây? Thực ra vẫn còn thiếu tới hai con human nữa cơ anh em ạ. Làm thế nào để đủ bộ human đấy? Kích hoạt bằng wizard cũng là một phương án. Ui, nhưng mà như thế thì nó hơi khèo nhá, phải level 10 à? Level 10 kích hoạt 6 human 3 gấu à? 6 human 3 gấu, 6 human là 7 con đấy, kích hoạt wizard là 7 con rồi, 3 gấu đúng là level 10 luôn ạ. Muốn lên level 10 thì phải có sách thì mới lên được. Thằng này chơi cái gì đây? Gấu kết hợp với cả Mech Goblin. Nhưng mà không sao, mấy cái thằng kiểu này nó yếu. Hai gấu mết rồi này. Có chơi không đây? Đủ human chưa? Vẫn thiếu một con. Mẹ ơi, vẫn thiếu một con. Vẫn thiếu một con phải roll.
Thêm một con Wizard nữa cơ. Vẫn phải roll. Đây rồi. Ui. Nào giờ. Đây. Đủ slot không? Bớt hai con ra. Đây con này. Xong rồi. 6 human 3 gấu 3 mét. Ok ổn áp. 6 human 3 gấu 3 mét. Có vẻ ổn đấy. Bắt đầu từ round 20 tôi bắt đầu có 6 có 4 quyển sách mỗi round ạ. Hơi chậm nhá. Không biết có lên kịp không đây. Bài ra chậm quá. Ra là con rồng 5 tiền rồi này. Lên 10 luôn chứ còn gì nữa. Ui đéo đủ tiền lên 10. Cho thêm con này vào. Hút mana. Con rồng này không đủ tiền phải lóc lại à. Bán gấu đi là đủ tiền. Rồi ok. 5 rồng 9 mét. 5 rồng 9 mét. Chúng ta sẽ có 5 rồng 9 mét ở level. Ui. Lại ra Saman này. Hay chưa Saman nhỉ. 5 rồng 9 mét ở level 12 cơ. Nhưng mà chúng ta chưa Saman thì chúng ta 11 level là chúng ta có 6 mét. Kết hợp với cả 4 Saman cũng khỏe. Bộ đấy cũng khỏe anh em ạ. Chuyển sang 4 Saman nhỉ. Chính ra ra nhiều gấu Saman chơi mét Saman ngon hơn ý. Chơi mét Saman ngon hơn ý. Blink. Chuyển bài. Đây này, nó ra cả con Saman này. Chả nhé lại không chơi mét Saman trong cái trận này. Nó ra nhiều mà không chơi có bị ngu nhở. Nhưng mà tôi muốn chơi cái bài mà có con gấu mết nó làm co trong bộ 9 mét quá anh em ạ. Bình thường là chơi 9 mét fake là không chơi được thế đâu. Phải chơi 9 mét hàng real ấy. Tức là 9 con mết thật ý. 9 con mết thật mới chơi được kiểu thế ấy. Bán này đi rồi. 9 con mết thật chúng ta chơi hẳn 9 mét. 9 mét luôn. Đúng không nhỉ? Không biết là chúng ta có đi đúng không nhưng mà có thể lên được 12 đấy. Tôi nhìn thấy giống như là lên được 12 rồi. Bây giờ nó khá mạnh rồi anh em ạ. Tầm này khá mạnh rồi. Thằng này gấu bít không sợ, gấu bít không sợ. Tôi tung trưởng phát là thổi bay toàn bộ đội hình thôi. Không biết là lên được 9 mét xong rồi con gấu mét ấy nó lướt thì thế nào nhỉ anh em nhỉ? Lướt đến đâu là đóng đá đến đấy à. Ui rồi kinh đấy. Chắc kinh ấy. Đóng đá không khác gì là cái con gấu đá nó tung trưởng luôn. Mà nó còn mạnh ấy chứ. 9 mét nó tăng sức mạnh cho cái lướt đấy kinh lắm. Vừa đóng đá lại vừa giết được đối thủ thì nó sẽ lướt liên tục thôi. Lúc đấy chắc cái con rồng à, cái con gấu mết chắc là phải mệnh danh ông hoàng đóng đá. Ông hoàng khống chế. Ờ đúng rồi, ông hoàng khống chế. Kinh thật. Không biết là có làm được cái đấy không. Chúng ta còn thiếu khoảng 12 quyển sách nữa thôi anh em ạ. 12 quyển sách nữa. 3 lượt nữa thôi. 3 lượt chiến thắng nữa thôi là được. 3 lượt chiến thắng nữa thôi. 12 cuốn. Mỗi cuốn, mỗi lượt là được chúng ta được 4 cuốn. Chuyện này có vẻ như là tôi xanh quá mức cần thiết. Ở đây. Ui dồi. Ui dồi. Con thuyền mà nó được đặt ra là coi như là tất cả đội hình của đối thủ toang luôn. Rồi. Hai lượt thắng nữa. Round quái là một round nữa thôi là được rồi. Hay quá nhờ. Tôi lại có một cái ý tưởng mới anh em ạ. Tự nhiên tôi lại có một cái ý tưởng mới.
Tôi vừa có ý tưởng mới xong, tôi lại nghĩ lại rồi. Có khi chúng ta lại không chơi 9m. Bỏ đi, không chơi 9m nữa anh em ạ. Chúng ta chuyển sang chơi cái bộ nào đấy mà đánh được cả bộ Lai luôn anh em ạ. 9m nhiều khi còn bị thua bọn Lai đấy, chưa chắc đã ăn ở đâu. Chẳng mấy khi xanh. Anh em nhìn trận này tôi có một chuỗi 15 trận thắng liên tiếp vàng khè. Chẳng mấy khi anh em ạ, chẳng mấy khi xanh như này. Tụi gì mà không làm một cái bộ siêu cấp anh em nhở, mắc binh. Úi rồi, ra cả Tôn Ngộ Không, ra cả Lancer. Nhưng mà thôi, anh em nhìn cái bài 6 Glacier Orbit nó cũng nhiều rồi. Tôi làm ít nhất là 2 lần rồi ở trên kênh rồi. Làm thêm video clip nữa chắc là anh em ngấy. Thôi anh em nhá, thôi thôi bỏ đi. Nhân tiện có con gấu đá, tôi làm bộ khác, làm bộ siêu cấp luôn. Chả mấy khi làm bộ siêu cấp anh em ạ. Một bộ khác nhá, một bộ khác. Tôn Ngộ Không beat có cái chém lan đây này, có cái chém lan này. Glacier beat thì cũng mắc binh đấy. Tôn Ngộ Không Glacier beat thì cũng mắc binh đấy, chứ không phải là không đâu nhá. Trận này là nếu mà chuyển sang Tôn Ngộ Không beat là tôi đã làm được 3 lần cái đội hình như thế. Nếu nó chính xác nó là như thế. Bây giờ mới ra Gomez này. Ui, đang định chuyển bài, đang định chuyển bài thì lại ra Gomez ạ. Hay là chơi 9m tiếp. Vẫn giữ lại con rồng này, tôi vẫn giữ lại con rồng. Hay chơi 9m tiếp nhở? Tự nhiên tôi lại muốn là chơi cái bộ khác. 5 rồng. Vứt human đi rồi nhỉ, đúng không? Chúng ta vứt human đi thôi. Vứt human đi thôi, cho rồng vào thôi. Cho rồng vào thôi, 5 rồng. Đủ 5 rồng rồi đấy. 2 già 5 rồng. Rồi. 5 rồng 6 mét á, tạm thời thì 5 rồng 6 mét anh em ạ. Ui, tôi thấy tôi vẫn khỏe lắm. Vẫn chưa có dấu hiệu mất chuỗi ở đây. Ui, lại ra gấu đá này. Nếu mà 5 rồng 6 mét thì lại không chơi con gấu đá này. Ui, ra cả Dash Spirit này. Thôi được rồi, tôi biết tôi phải chơi cái gì rồi anh em ạ. Một cú xoay bài, không chơi mét nữa anh em nhá. Anh em đoán được chưa? Anh em đoán được chưa? Anh em đã đoán được chưa? Đấy rồi. Rồi, bán mấy con mét để đi anh em ạ. Tôi biết tôi phải chơi gì rồi. Ra gấu đá 3 sao thì không chơi như thế, chơi như này cơ anh em ơi. Gấu đá làm co của cái bộ nào? Anh em đã từng xem tôi rồi. Anh em nhớ không? Anh em nhớ cái bộ Ego Seed không? Gấu đá kết hợp với Ego Seed anh em ạ. Gấu đá 4 Ego Seed vào cho tôi, 6 Ego Seed. Mạnh cực kỳ luôn. Gấu đá làm co anh em ạ. Xem nào. Liệu có thể chiến thắng được bọn Lai này không? Tầm này thì hơi khó, tầm này thì hơi khó. Tầm này thì vẫn hơi khó. Ui, nhưng mà tôi nhìn thấy giống như kiểu có vẻ như là tôi vẫn ăn được này. Có phải không? Có ăn được không vậy? Không, 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 chắc không ăn được. Chơi mết thì gặp Lai này thì không ăn được. Lọt một con, nhưng mà mất chuỗi. Mất chuỗi cho Đỗ Kiên à. Dragon Clay 2 sao. Thôi, tôi nghĩ là chơi cũng không chơi 5 rồng nữa anh em ạ. Thôi, bỏ đi, không chơi 5 rồng. 5 rồng Ego Seed thì nó hơi khèo. Chúng ta chuyển ra, chúng ta chơi Ego Seed Warlock anh em ạ. Ego Seed Warlock khỏe hơn, đúng không? Liệu có thể là 5 rồng 6 Warlock được không nhỉ? Ui, ra Lancer nhiều thế. Ego Seed có khi là bỏ rồng luôn ý. Có thể là bỏ rồng luôn. Đúng không? Level 12 là chúng ta có gì? 5 rồng à? 5 rồng 6 Ego Seed ở level 12 à? Thừa 2 slot. Nếu mà 5 rồng 6 Ego Seed thì vẫn thừa 2 slot. 5 rồng 6 Ego Seed. 6 Ego Seed ở trong này có 2 con rồng rồi đúng không? Vậy là thêm 3 rồng nữa thôi. 3 con rồng nữa là ở level 9. Level 9. Level 10 là chúng ta có 5 rồng. Tức là chúng ta cần level 10 thôi. Vẫn kẹp được thêm. Kẹp được 4 Warlock nữa.
À, ui có cả bom này. Ở level 9 là chúng ta sẽ có 5 rồng. Ở level 10, 5 rồng 6 Ego Seed là ở level 10 đúng không? Vậy là level 11, level 12 thêm 2 con Warlock nữa là sẽ có 4 Warlock, đúng rồi. 4 Warlock 5 rồng. 4 Warlock 5 rồng. Ui, đây rồi. Ui rồi, đây rồi anh em ơi. Dust Spirit lên 2 sao. 6 Ego Seed, 6 Ego Seed, 4 Warlock 5 rồng. Ừ. Chúng ta lấy cái giáp nhỉ. Lấy giáp xương đúng không? Lấy giáp xương rồi. Đúng rồi. Lấy giáp cuối anh em ạ, trừ giáp nó mới khỏe được. Tính lại thế nào, tính lại chuẩn phát. Vẫn còn thời gian để chúng ta chuyển. Chúng ta có 6 Ego Seed đúng không? 5 con, 5 con Ego Seed kết hợp với 2 Wizard là 7 con. Đúng không? 5 rồng trong 2 con Ego Seed, trong 6 Ego Seed thì có 2 con rồng rồi. Thêm 3 rồng nữa là 10 con. Là 5 rồng. Tức là 10 con sẽ có là 5 rồng 6 Ego Seed. Vừa đủ luôn hả? 5 rồng 6 Ego Seed là 10 con, 11 con là thêm con gấu. Vậy đéo được. Đéo được anh em ạ. Không được. Vẫn thiếu slot. 11 mới thêm được một con gấu thôi. 5 rồng 6 Ego Seed thì 11 mới thêm được con gấu. Không được. Vậy là chúng ta phải chơi ở level 12. Chúng ta mới được có 2 Warlock thôi. Thế không chơi được. Thế bộ đấy yếu. Chơi phải chơi 4 Warlock mạnh cơ. 5 rồng thì thực ra tung trưởng sớm cũng có làm được gì nhiều nhỉ. Chắc cũng chả làm được gì nhiều. Thì nó vứt gấu đi, vứt bớt 2 con gấu là 6 Ego Seed thôi. Vẫn thiếu một con Ego Seed nữa. Thiếu một con Ego Seed nữa. Nào sau cho vào đi. Đúng không? Đúng rồi. Ui thằng này chơi gì đây. Tôi bây giờ tôi mới để ý. Lóc lại con bom nào. Lóc lại con bom. Tôn Ngộ Không Saman hay sao ạ? Ô bây giờ mình đang làm gì nhở? Ê từ từ đã nhở. Bây giờ làm gì nhở? Hay thôi bỏ bộ rồng đi. Đúng rồi. Xem nào. Nếu mà bỏ bộ rồng đi nhá thì được thêm 3 slot. 4 slot nữa. 4 slot. 4 slot tức là thêm 4 con nữa. Thêm 4 con nữa. Đúng không? Bỏ 3 con rồng đi mà. Bỏ 3 con rồng. Bỏ 3 con rồng đi này. Tôi từ từ đã nha. Bây giờ 6 Ego Seed đã. 6 Ego Seed kẹp gấu. Thì tức là ở level mấy? 6 Ego Seed là 7 con này. Tính cả 2 con Wizard này. Kẹp gấu. Kẹp gấu là ở level 8 con này. Vậy là 8, 12 trừ 8 là 4. 4 slot nữa. 4 slot nữa sẽ cho 4 con Warlock nữa vào. Có được 6 Warlock không? Được. Vẫn được. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi anh em ơi. 6 Warlock. 6 Warlock, 6 Ego Seed anh em ạ. Đúng rồi. 6 Warlock, 6 Ego Seed. Ok, ok, ok. Ok. Rồi, bán gấu đi đủ anh em ạ. Bán gấu đi đủ. Đây. Đủ chưa? Ui dồi ôi, đủ rồi. Anh em ơi, vậy là chúng ta đã đủ bộ 6 Ego Seed, 6 Warlock, kẹp gấu. Kẹp gấu làm co, tôi nghĩ là tôi cũng chỉ làm được một lần như này thôi. Anh em ơi, sẽ không có lần thứ hai đâu. Đâu rồi, con gấu Berlin lên. Lướt một lần đá, lướt lần thứ hai. Ơ, sao đéo đứng im được con nào quả lần kia. Tung trưởng, thôi chết rồi, máu đã rút dần. Ui, lướt được rồi, con gấu tiếp tục tung trưởng. Hồi lại máu anh em ơi, con gấu hồi lại máu. Chỉ còn có 2 con thôi. Ui dồi ôi, con gấu lướt một phát chết cả hai luôn. Chết một đôi luôn anh em ơi. Ui, trò chơi kết thúc mất rồi. Anh em nhìn con gấu nó giúp tung trưởng một phát cả Tôn Ngộ Không lên Lancer chết luôn. Khỏe thế.
Đấy, giới thiệu anh em line up siêu cấp vô địch 6 Eager Seed, 6 Warlock kẹp gấu đá. Ui dồi ôi, trông kìa, nó lướt một phát tôi cũng không chết luôn. Kinh thật đấy. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like. Anh em chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh để xem tiếp những clip tiếp theo anh em nhé. Cảm ơn anh em, tạm biệt anh em. Bye bye.